Hệ điều hành mới mang đến một số nâng cấp lớn về quyền riêng tư. Android 12 đã ra mắt những chiếc Android mới hơn như Pixel 6 vào mùa thu năm ngoái và nó cũng sẽ được cài đặt trên Samsung Galaxy S22 mới. Hệ điều hành nâng cấp sẽ ra mắt nhiều điện thoại hơn vào cuối năm nay. Chúng tôi rất vui mừng về rất nhiều tính năng mới của Android 12 và thậm chí còn tìm thấy một số tính năng bí ẩn. Nhưng các nâng cấp về quyền riêng tư đặc biệt thu hút sự chú ý của chúng tôi. Các tính năng bảo mật này được thiết kế để cung cấp cho bạn nhiều quyền kiểm soát hơn đối với lượng thông tin cá nhân mà các ứng dụng trên điện thoại của bạn có thể truy cập. Giờ đây, bạn có thể truy cập trang tổng quan về quyền riêng tư cho phép bạn quản lý các quyền và vị trí của mình. Bản cập nhật Android tháng 10 cũng cho phép bạn tắt micro và máy ảnh của mình trên tất cả các ứng dụng thêm bên dưới. Dưới đây là cách xem chính xác ứng dụng nào có thể truy cập thông tin cụ thể về bạn và cách thu hồi bất kỳ quyền nào mà bạn không cảm thấy thoải mái. Ngoài ra, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách truy cập trang tổng quan về quyền riêng tư mới của bạn để kiểm soát tốt hơn thông tin riêng tư mà ứng dụng của bạn có thể xem. Cách biết máy ảnh hoặc micro trên điện thoại của bạn có đang được sử dụng hay không. Android 12 thêm một chỉ báo mới vào thanh menu trên cùng xuất hiện khi máy ảnh hoặc micro của bạn đang được truy cập. Khi chỉ báo xuất hiện, bạn có thể vuốt xuống từ đầu màn hình để xem bảng cài đặt nhanh của mình và tắt quyền truy cập thông tin thêm về điều đó bên dưới. Trang tổng quan về quyền riêng tư mới cung cấp tiến trình mà các ứng dụng đã truy cập vào điện thoại và micro của bạn, hoặc vị trí của bạn hoặc các phần thông tin nhạy cảm khác và khi nào. Để truy cập trang tổng quan về quyền riêng tư, hãy đi tới cài đặt dấu lớn quyền riêng tư dấu lớn trang tổng quan về quyền riêng tư. Quản lý vị trí và quyền của bạn cho các ứng dụng Android 1. Mở trang tổng quan về quyền riêng tư. 2. Từ trang chính, bạn có thể điều hướng đến các quyền khác nhau để xem ứng dụng nào đã truy cập thông tin đó trong 24 giờ qua. Chúng bao gồm vị trí, máy ảnh, micro và danh bạ. 3. Nhấn vào quyền bạn muốn xem. Bạn sẽ thấy dòng thời gian ứng dụng nào đã truy cập thông tin đó và khi nào. 4. Nhấn vào quản lý quyền ở cuối màn hình. Điều này sẽ cho phép bạn thay đổi những gì ứng dụng đó có thể truy cập. Bạn cũng có thể làm điều này trực tiếp từ mỗi ứng dụng. Bạn cũng sẽ tìm thấy khả năng bật vị trí gần đúng thay vì vị trí chính xác. Vì vậy, các ứng dụng không cần biết chính xác vị trí của bạn, chẳng hạn như ứng dụng thời tiết sẽ không có được mức độ chi tiết đó. Dễ dàng tắt quyền truy cập micro và máy ảnh của bạn trên tất cả các ứng dụng. Một tính năng mới khác của Android 12 cho phép bạn kiểm soát nhiều hơn việc sử dụng micro và máy ảnh của điện thoại. Dưới đây là cách bật và tắt chúng trên toàn bộ điện thoại của bạn. 1. Mở thanh cài đặt nhanh của bạn. 2. Bật hoặc tắt cài đặt micro hoặc máy ảnh. Lưu ý rằng điều này sẽ tắt nó cho toàn bộ hệ thống. Vì vậy, ngay cả khi bạn đã cấp cho ứng dụng quyền truy cập vào micro hoặc máy ảnh trước đây, điều này sẽ ghi đè quyền đó. Tuy nhiên, bản thân ứng dụng sẽ không biết bạn đã tắt nó sẽ chỉ thấy một nguồn cấp dữ liệu trống. Nếu bạn tắt máy ảnh hoặc micro, hệ thống Android sẽ nhắc bạn khi bạn đã mở một ứng dụng cần chúng. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!